Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh Giá heo hơi 24 giờ hôm nay. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường giá heo tại Việt Nam. Lời đầu tiên ban biên tập xin gửi đến quý anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và gặp nhiều may mắn. Nếu như đây là lần đầu tiên anh chị và các bạn đến với kênh này thì rất mong anh chị và các bạn bấm vào nút đăng ký bên dưới để ủng hộ kênh và không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Sau đây là nội dung chi tiết Giá heo hơi ngày mùng 7 tháng 3 năm 2024. Bất ngờ giá heo hơi bật tăng tại miền Trung và miền Nam. Các doanh nghiệp lớn vẫn liên tục điều chỉnh giá bán ra. Giá heo hơi miền Bắc. Theo ghi nhận, hiện nay ti quan thị trường miền Bắc giá heo nuôi trong dân và một số doanh nghiệp chăn nuôi phổ biến từ 55.000 đến 57.000 đồng trên kg. Công ty CP vẫn là doanh nghiệp có mức giá cao nhất đến 61.000 đồng một kg. Tại các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định, Hà Nam, Hải Dương, Thái Bình. Giá heo hiện trong khoảng 54.000 đến 57.000 đồng một kg. Giá heo tại các tỉnh Trung Du miền núi phía Bắc như Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ, Tuyên Quang từ 54.000 đến 56.000 đồng chuột kg. Khu vực các tỉnh miền núi Tây Bắc, giá heo hơi ở Hòa Bình từ 54.000 đến 56.000 đồng 1 kg. Sơn La, Lai Châu, Điện Biên từ 54.000 đến 57.000 đồng chuột kg. Các tỉnh Đông Bắc như Lạng Sơn, Lào Cai khoảng 54.000 đến 56.000 đồng 1 kg, Quảng Ninh ở mức 55.000 đến 57.000 đồng chuột kg. Giá heo hơi miền Trung Tây Nguyên Giá heo hơi miền Trung, Tây Nguyên tăng nhẹ, tuy nhiên mức phổ biến trong khoảng 53.000 đến 55.000 đồng một kg. Tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, giá heo hơi ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế không chênh lệch quá nhiều, mức phổ biến từ 53.000 đến 55.000 đồng 1 kg. Khu vực nam trung bộ ghi nhận giá heo hơi từ 53.000 đến 55.000 đồng một kg, trong đó Quảng Nam, Đà Nẵng cao nhất từ 54.000 đến 56.000 đồng một kg; Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa trong khoảng 54.000 đến 55.000 đồng một kg; Bình Định ở mức 53.000 đến 55.000 đồng một kg; Bình Thuận từ 53.000 đến 56.000 đồng một kg. Giá heo hơi tại Tây Nguyên từ 53.000 đến 55.000 đồng một kg, trong đó Đắk Lắk, Gia Lai. Con tum, đắc đông từ 52.000 đến 54.000 đồng kg, lâm đồng khoảng 53.000 đến 55.000 đồng chuột kg. Giá heo hơi tại miền Nam tăng từ 1 đến 2.000 đồng chuột kg. Trong đó, các tỉnh Đồng Nai và Đồng Tháp điều chỉnh tăng nhẹ 1.000 đồng 1 kg. Hiện giá heo hơi ghi nhận ở mức cao nhất 58.000 đồng trên kg. Có cùng mức tăng trên, Bình Dương, Long An, Tiền Giang và Trà Vinh triển khai giá heo hơi trong khoảng 56.000 đến 57.000 đồng chuột kg. Sau khi tăng 2.000 đồng kg, giá heo hơi tại tỉnh Kiên Giang đạt mức 56.000 đồng chuột kg. Giá heo hơi khu vực miền Nam dao động trong khoảng 56.000 đến 58.000 đồng chuột kg. Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu tăng mạnh. Giá trị nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu về Việt Nam trong tháng 2 năm 2024 ước đạt 480 triệu đô la Mỹ. Đưa tổng giá trị nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu 2 tháng đầu năm 2024 đạt 905 triệu đô la Mỹ, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2023. Khối lượng và giá trị nhập khẩu đậu tương tháng 2 năm 2024 ước đạt 300.000 tấn và 167 triệu đô la Mỹ. Đưa tổng khối lượng và giá trị nhập khẩu đậu tương 2 tháng đầu năm 2024 đạt 512.000 tấn và 289 triệu đô la Mỹ tăng 69,7% về khối lượng và tăng 35,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2023. Để phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi, các địa phương cần tiếp tục hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hóa chất khu vực chuồng nuôi và khu vực xung quanh có nguy cơ cao, đẩy mạnh chăn nuôi an toàn sinh học, xây dựng cơ sở, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, khẩn trương giả soát, tổ chức tiêm vaccine phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn heo. Ngành chăn nuôi heo ở Việt Nam chủ yếu dựa trên chăn nuôi quy mô hộ gia đình với khoảng 7 triệu hộ, bình quân từ 1 đến 10 con hộ. Đây cũng là ngành đóng vai trò quan trọng trong việc tạo thu nhập cho khu vực nông thôn. Các hộ chăn nuôi nhỏ là nguồn cung chủ đạo, cung cấp tới 90% lượng thịt lợn bán trên thị trường. Vì vậy, nhu cầu về thịt lợn ngày một tăng cao đang tạo ra cơ hội cải thiện sinh kế cho những người có thu nhập thấp thông qua chăn nuôi, chế biến, thương mại các sản phẩm từ chăn nuôi nhằm tái đàn sau Tết và đảm bảo đời sống cho bà con nông dân, các cơ quan chức năng ngành nông nghiệp cả nước có kế hoạch từ đầu tháng 3 các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung phát quang cây cỏ xung quanh chuồng trại chăn nuôi, quét dọn thu gom phân, rác để đốt hoặc chôn, khơi thông cống rãnh, phun hóa chất khử trùng toàn bộ ổ dịch cũ, khu vực chuồng nuôi, khu vực xung quanh có nguy cơ cao, mỗi tuần một lần, vệ sinh, khử trùng các phương tiện dùng vận chuyển gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm, thức ăn trước khi ra vào cơ sở chăn nuôi. Trong năm 2024, nhận định giá có thể tăng cao so với năm 2023 đạt khoảng 58.000 đến 62.000 đồng một kg do nguồn cung suy giảm và cầu tăng trở lại. Về phía cung, nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đã giảm đàn do thua lỗ, khiến nguồn cung thịt heo trong nước có thể giảm. Về phía cầu, sự phục hồi trong nền kinh tế sẽ thúc đẩy chi tiêu của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, dự kiến ngành du lịch sẽ chứng kiến một lượng lớn khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2024. Điều này dự kiến sẽ có ảnh hưởng tích cực đến ngành công nghiệp thịt heo khi mà nhu cầu tiêu thụ thực phẩm liên quan đến ẩm thực và giải trí có thể được kích thích bởi sự phục hồi của ngành du lịch và nền kinh tế nói chung. Hiện nay giá heo hơi đang ở mức giá 58.000 đồng một kg là nhờ sự vào cuộc của cơ quan nhà nước sau kiến nghị của Hiệp hội về việc ngăn chặn heo nhập lậu. Tuy nhiên, với giá này người chăn nuôi vẫn chưa có lời do sức mua thị trường rất ảm đạm. Vì vậy, để người chăn nuôi có lãi thì giá heo hơi phải trung bình 60.000 đến 62.000 đồng một kg. So với đề cử trước Tết lượng heo Đồng Nai cung cấp chợ đầu mối hóc môn trung bình 4.600 đến 5.000 con ngày đêm. Bên cạnh đó, mặc dù giá thức ăn chăn nuôi không tăng nhưng tình dịch bệnh khiến chi phí sản xuất tăng. Để giải quyết vấn đề này, cần có sự phối hợp của nhiều giải pháp đồng bộ từ phía chính quyền, người chăn nuôi và người tiêu dùng. Theo ông Nguyễn Xuân Dương Nguyên Quyền Cục trưởng Cục Chăn Nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nay ngành chăn nuôi Việt Nam gặp nhiều khó khăn có nhiều lý do, đặc biệt là hội nhập khiến cho chăn nuôi đang trở thành ngành kinh tế yếu thế nhất trong khu vực nông nghiệp. Trong khi dịch bệnh vẫn luôn diễn biến phức tạp làm phát sinh nhiều chi phí đầu vào, nhất là dịch tả heo châu Phi. Theo ông Nguyễn Xuân Dương, nếu chúng ta không kiểm soát được tình hình nhập khẩu các sản phẩm chăn nuôi thì chỉ 5 đến 7 năm nữa là Việt Nam sẽ trở thành nước nhập siêu các sản phẩm chăn nuôi. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến vấn đề an ninh dinh dưỡng của đất nước mà còn là sinh kế của bao nhiêu doanh nghiệp. Người chăn nuôi trong nước và ý tưởng muốn Việt Nam trở thành bếp ăn của thế giới cũng khó trở thành hiện thực. Sau Tết Nguyên đán, người chăn nuôi lợn đang bắt đầu tái đàn. Do vậy, nhu cầu con giống tăng cao. Tại nhiều địa phương giống lợn con không đủ cung cấp cho nhu cầu của người dân. Nếu như thời điểm khác nguồn cung cấp giống lợn từ các hộ chăn nuôi khá dễ dàng thì thời điểm này, hầu hết các đàn lợn con đều đã được các tương lái đặt mua hết hoặc các hộ dân phải tìm mua lại lợn giống từ các thương lái, chấp nhận giá cao hơn một chút, còn hơn là để chuồng không. Thời tiết hiện nay đang ấm dần lên, giá lợn hơi ổn định, cùng với đó là thức ăn chăn nuôi trong thời gian gần đây cũng đang hạ nhiệt dần, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tái đàn. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, hạn chế rủi ro khi tái đàn, người dân cần chú ý lựa chọn mua con giống khỏe mạnh, có nguồn gốc rõ ràng, thực hiện tiêm phòng đầy đủ, vệ sinh khử khuẩn chuồng nuôi sạch sẽ trước khi nhập chuồng giá heo hơi phải đạt 60.000 đến 62.000 đồng một kg người nuôi mới có lãi. Ông Chí Công, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai khẳng định nguồn cung hiện nay của các doanh nghiệp đảm bảo cung cấp cho thị trường. Bên cạnh đó, dù giá thức ăn chăn nuôi không tăng nhưng tình dịch bệnh khiến chi phí sản xuất tăng. Chẳng hạn, nếu trang trại nào bị dịch bệnh coi như thiệt hại 30% đến 50%, những trang trại còn lại cần ngăn chặn dịch bệnh phải thực hiện an toàn sinh học khiến chi phí chăn nuôi tăng cao. Vì vậy, để người chăn nuôi có lãi thì giá heo hơi phải trung bình 60.000 đến 62.000 đồng/kg. Sau Tết Nguyên đán, các chủ trang trại chăn nuôi đã bắt đầu tái đàn để duy trì sản xuất, bảo đảm nguồn cung đáp ứng nhu cầu của thị trường. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm thời tiết chuyển mùa, khiến dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm nguy cơ bùng phát và diễn biến phức tạp. Vì vậy, người chăn nuôi cần thận trọng trong việc tái đàn và chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Trước khi thực hiện tái đàn, tăng quy mô chăn nuôi ngành nông nghiệp khuyến cáo người chăn nuôi cần tìm hiểu thông tin về dự báo và diễn biến thị trường để đầu tư số lượng đàn sao cho phù hợp với điều kiện sản xuất, nhất là chú trọng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường chăn nuôi. Việc tái đàn thường được tập trung khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3 là thời điểm giao mùa, đây cũng là thời điểm dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm phát triển mạnh nên ngoài việc nhanh chóng ổn định, khôi phục đàn vật nuôi thì cần tăng cường phòng, chống dịch bệnh với các biện pháp như khơi thông cống rãnh, tránh để ẩm ướt, toàn bộ nền chuồng, tường phải sử dụng vòi tăng áp bơm nước rửa sạch, vệ sinh sạch sẽ các trang thiết bị, dụng cụ chăn nuôi. Bên cạnh đó, cung cấp thức ăn, nước uống sạch, khẩu phần ăn bảo đảm đầy đủ dinh dưỡng. Theo khảo sát, hiện giá heo giống trên thị trường đang tăng. Theo đó, giống heo cỏ trong dân của các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ giao động từ 600.000 đến 1,2 triệu đồng con, tùy giống, tùy biểu cân. Còn heo siêu nạc ba máu của các công ty Chạy giống uy tín dao động từ 1,4 đến 1,7 triệu đồng con, bủ cân từ 7 đến 9 kg. Mức giá này so với thời điểm trước Tết tăng nhẹ. Theo các tương lái, sở dĩ giá heo giống thời điểm này tăng là do theo chu kỳ chăn nuôi, người dân đã xuất chuồng hết và dịp Tết nên sau Tết nhu cầu tái đàn lên cao. Thêm vào đó, giá heo hơi những ngày qua tăng nên giá heo giống cũng nhích theo. Một lý do nữa là do trong năm, khi dịch tả châu Phi trên heo tái phát khiến lượng heo bị tiêu hủy khá nhiều, heo nái heo giống cũng bị hao hụt nên con giống vì thế ít hơn các năm trước. Sau một thời gian bị tác động bởi giá cả thức ăn tăng cao, ảnh hưởng của dịch bệnh và giá heo hơi xuống đáy, thì nay, khi giá thức ăn giảm, dịch bệnh được kiểm soát và giá heo hơi những ngày qua tăng nên nhu cầu tái đàn của người dân tăng mạnh, tăng gấp đôi, gấp ba so với trước. Vì thế, giá heo giống theo quy luật cung, cầu cũng sẽ tăng. Theo Hiệp hội chăn nuôi tỉnh Đồng Nai, heo nhập lậu tràn qua các cửa khẩu đã làm cho nguồn cung trong nước tăng lên. Đặc biệt là giá heo nhập lậu trên thị trường rẻ hơn, khiến cho giá heo trong nước bị ép xuống thấp, làm người chăn nuôi thua lỗ nặng. Hiện ngành nông nghiệp tỉnh phối hợp với ngành chức năng, các địa phương tăng cường giám sát dịch tả heo châu Phi, nhất là tại các khu vực ổ dịch cũ, nguy cơ cao để phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý kịp thời khi có ổ dịch phát sinh. Đồng thời tăng cường kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật xuất nhập tỉnh, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y trên địa bàn, kiểm tra hoạt động giết mổ, vận chuyển mua bán heo và sản phẩm từ heo, không để tình trạng mua bán, giết mổ heo bệnh mang ra bán tại các chợ làm lây lan dịch bệnh. Theo Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai, tình trạng heo nhập lậu không chỉ gây thiệt hại đến người chăn nuôi trong nước mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng vì đây là nguồn heo không được kiểm soát dịch bệnh, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ông Nguyễn Chí Công, Chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi tỉnh Đồng Nai, nhận định khó khăn của ngành chăn nuôi heo còn kéo dài trong năm 2024 khi nguồn cung vẫn dồi dào mà sức mua chưa hồi phục. Trong khi đó, Heo nhập lậu về nhiều và giá khá rẻ, gây thêm sức ép cho sản phẩm heo trong nước. Để ngành chăn nuôi phát triển ổn định, ngoài việc chăm sóc, nuôi dưỡng tốt, công tác phòng, chống dịch bệnh có vai trò hết sức quan trọng. Ngành chuyên môn cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm để phát hiện sớm, xác minh, báo cáo kịp thời các ổ dịch bệnh. Đồng thời có sự hỗ trợ người chăn nuôi khoanh vùng, xử lý kịp thời các ổ dịch phát sinh, không để dịch bệnh trên đàn gia súc Gia cầm lây lan rộng. Giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng cao, khiến cho người chăn nuôi lâm vào cảnh khó khăn khi giá xuất chuồng các loại vật nuôi giảm sâu. Nhiều hộ chăn nuôi mong các cơ quan chức năng có giải pháp kéo giảm và tiến tới bình ổn giá thức ăn chăn nuôi. Theo một số đại lý thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, trong gần 2 năm trở lại đây, thức ăn chăn nuôi đã tăng giá liên tiếp khoảng 13 lần, mỗi đợt tăng từ 200 đến 350 đồng chuột kg. Với giá thức ăn chăn nuôi như hiện nay, người nuôi nhỏ lẻ, thậm chí là các trang trại rất khó có lợi nhuận. Đặc biệt, có thời điểm giá heo hơi xuống khoảng 48.000 đồng một kg khiến người chăn nuôi thua lỗ nặng, nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ tạm ngừng tái đàn, thậm chí bỏ chống chuồng. Vừa rồi là bản cập nhật thông tin chi tiết giá heo hơi ngày mùng 7 tháng 3 năm 2024 được đăng tải trên kênh Giá Heo 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.